da của bạn Linh này, dù da mặt rất là đẹp nhưng mà do các bạn hay trang điểm cho nên là khi mà thải độc trì ấy, cái lượng trì trên mặt da rất là nhiều. Đen xì đúng không? Đây là cũng là chuyên gia trang điểm, không biết cách dưỡng một chiều nhì này. Đúng, đúng đây là chuyên gia trang điểm rồi đây. Toàn chuyên gia trang điểm. Toàn dùng mỹ phẩm nổi tiếng ấy chứ. Rồi sợ nhỉ. Thế không một tháng phải tẩy một lần. Rất nhiều chì mà nó như này là... Sao không ung thư? Đấy, sau khi mà thải độc trì toàn bộ khuôn mặt rồi nhá. Bây giờ mình sẽ lau cho các bạn nhìn xem là bệnh như thế nào nhé. Cái màu vàng kia là cái khác, cái loại rẻ mà lại đấy, bạn thấy không? Da mặt sau khi thải độc trì xong sẽ rất là trắng và đẹp. Bạn thấy cái lượng trì đấy. Đây ăn dây chuột kìa. Tiếp tục em nhìn em chị bao con bệnh như thế này đây. Đấy, bạn thấy không? Chị xong rồi ạ. Nếu mà các bạn cứ thường xuyên mà dùng nhiều hóa chất quá mà hoặc là kem phấn dù xịn đến mấy thì xịn nhưng mà nó vẫn có cái lượng trì nhất định ấy, hay là nếu con đi thải ra được một tháng một lần thì tốt nhất. Còn những cái bạn mà hay đánh phấn son thì phải 2 tuần một lần. Sau khi mình lau mặt đi thôi thì da mặt đã trắng sáng và nó có cái độ mịn nhất định nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.